Xin chào tất cả mọi người, và Mai Phương lại quay trở lại rồi đây. Chắc là mọi người cũng đã quen mặt với Phương ở trên fanpage của Mega Fashion rồi đúng không? Bởi vì nhiệm vụ của Phương thì vẫn như vậy thôi, đó là review cho mọi người những mẫu trang phục đang hot hit tại Mega Fashion này, và cho mọi người hiểu rõ về chất liệu và kiểu dáng của nó thật sự ở bên ngoài như thế nào. Nên là Phương sẽ quay video gọi là chân thực nhất cho mọi người, để mọi người có thể có cái nhìn khách quan nhất về những bộ đồ tại Mega Fashion nhá. Và set đồ Phương đang mặc là một set đồ mà Phương nghĩ rằng là mùa hè sắp tới sẽ làm say nồng lòng rất là nhiều các chị em, bởi vì nó quá là đẹp. Đầu tiên là phải kể đến cái quần này. Cái quần là dáng quần baggy co giãn 4 chiều. Thường là baggy á, là mọi người sẽ nghĩ đến quần bò kiểu thô, nhưng mà em này là co giãn 4 chiều, cực kỳ thích luôn, mặc cực kỳ thoải mái nhá. Này, có một cái đai màu gọi là một cái beo đi, một cái beo màu nâu ở đây, mọi người nhìn không? Đấy, chi tiết. Phần này là phần được đính kèm trên quần khi các bạn mua quần luôn, chứ không phải là mua thêm hay gì cả. Đấy, còn phần phần đây, mọi người nhìn phần gọi là phần eo quần không? Phần eo quần là có một cái dòng chữ như thế này. Đấy, nhìn rất là trẻ trung và xinh. Thường á, mọi người lo là một quần baggy nó sẽ mất dáng, nhìn chúng ta sẽ không thấy, gọi là không thấy vòng ba đâu cả. Nhưng mà em này nhá, vẫn thiết kế, nhìn mọi người nhìn không ạ? Vòng ba vẫn rất là tôn dáng này, rất là xinh này. Đấy, rất là xinh luôn, lên dáng cực kỳ xinh. Còn một màu nữa cho mọi người lựa chọn đây, tôi cũng treo luôn cho mọi người nhìn đấy. Đây là kiểu màu xanh rêu, hơi vàng một chút. Màu này thì nó kiểu hơi quân đội, mọi người hiểu không? Cái màu nó hơi quân đội một chút á, thì nó sẽ kiểu lạ mắt hơn. Đấy, mình có thể sắn gấu theo ý mình. Ví dụ như là mình cao 1m55 trở xuống thì hoàn toàn mình sẽ sắn thêm một gấu để nhìn cho nó cao hơn. Còn nếu mà mình cao trên 1m65 thì mọi người sẽ bỏ xuống một gấu là lại vừa vặn. Đấy, phần rìa này có dòng chữ rất là xinh này. Đó, và đặc biệt nha, phần sau là chun nha. Đây, phần quần sau là chun này, mọi người nhìn thấy rõ không? Đây, phần eo sau là chun. Đấy, tức là nó sẽ rất là dễ mặc, nó như kiểu hơi free size á. Nó vẫn có đủ size cho mọi người, từ 25 đến size 27. Như Phương thì Phương đang mặc size 25. Đó, mọi người sẽ dựa vào đó và lựa chọn size. Tuy nhiên thì cái phần eo nó có cái phần chun như này ấy, nên là mọi người càng dễ dàng trong việc lựa chọn size thôi. Mặc cực kỳ thoải mái luôn. Mặc quần này Phương cảm giác có thể đi tập thể thao, đi chạy bộ được luôn á. Bởi vì nó là dạng kiểu eo thun, xong rồi có phần chun mà, nên là rất là thoải mái thôi. Đó, áo nha, tiếp theo là đến áo này, mọi người nhìn nhá. Áo này thì là áo thun, cốt tông giấy. Tức là mọi người, nó không phải là kiểu dày như cốt tông, nó sẽ rất là thấm hút mồ hôi và nó mỏng. Mặc cực kỳ mát. Phần tay này, phần tay là cái nó sắn lên như này ấy, đó là nó sắn sẵn và nó được may sẵn vào nha, chứ không phải là Phương sắn lên. Sắn lên như này nhìn sẽ khỏe khoắn và nhìn thoát dáng hơn là chúng ta mặc những cái tay dài quá. Đó, này, họa tiết này, họa tiết mọi người nhìn không? Được đính những cái hạt cườm rất là chắc chắn luôn. Những cái hạt cườm này Phương đảm bảo mọi người là chẳng bao giờ bong luôn. Đó, hình in cũng rất là chắc chắn này. In là in chìm, không phải in nổi. Còn một màu nữa cho mọi người lựa chọn. Đây, đó là màu hồng. Màu hồng này là màu hồng kiểu hơi màu hồng pastel á. Bởi vì nếu mà màu hồng hẳn thì nó hơi bị chóe và nó không cá tính. Màu nâu này này cũng rất là dễ mặc. Và màu hồng này cũng rất dễ mặc luôn. Đấy, rất là xinh nhá. Màu hồng dành cho những cô nàng mà điệu đáng một chút. Màu hồng này có thể phối với chân váy, hoặc là với chân váy ngắn, chân váy dài, hoặc là với quần jean, màu sắc sáng hơn được luôn. Màu nâu này cũng thế. Màu nâu thì thường là chúng ta sẽ phối với quần, bởi vì nhìn cho nó khỏe khoắn, năng động và nhìn nó cá tính ý. Hai màu này rất là xinh nhá, cho mọi người lựa chọn này. Áo thì cũng có đủ size, áo thì là vẫn theo size S, M, L để mọi người lựa chọn nhá. Đấy, như là Phương đang mặc thì đang mặc size S. Phương thì 48 cân, đang mặc size S của áo. Áo thì cũng là áo dạng thụng, mọi người nhìn thấy không? Dáng với áo bên ngoài này, nó là áo dạng thụng này, nên là nó cũng khá là free size, nên là cũng kiểu mặc không bị bó, nên là mọi người cũng dễ lựa chọn size hơn. Nó các size thì cũng dễ, là mình chỉ cần nhắn tin cho fanpage hỏi về cái cân nặng và chiều cao thôi, là các bạn ấy sẽ đưa cho mọi người cái size chính xác luôn.